cái lỗ loa này, thấy không, bên này nó nù nè, rồi bên đây nó thẳng nè. Trên tay em Cường á là cái con 14 Pro Max 1978 anh chị ha, đây số series nè, Z4.5, em Cường đã chết rồi nè, Z4.5 nè, đó tháng 4 1978. Và bên đây á thì cũng là một con y chang như vậy đó, 1978, series là WG6LD nè, series WG6LD đúng không, hai con này là đều là 1978 hết. Nhưng á vấn đề ở đây là anh chị biết sao, một em á là cái vỏ mặt cắt rất là phẳng, đây anh chị có thể nhìn thấy ha, mặt cắt con này phẳng nè, con này thì nó hơi bầu hơn chút xíu. Thì khách hàng của em á họ nghi ngờ cái con máy này đã thay vỏ rồi, và thật ra em Cường cũng đã gặp rất là nhiều rồi chứ không phải là mới gặp đó, thành ra bây giờ mình cũng sẽ là mổ xẻ luôn. Đây anh chị nhìn ha, mặt cắt rất phẳng nè, và mặt cắt này thì nói chung nó gồ hơn, anh chị nhìn là sẽ thấy đó, nó bị nu hơn anh chị, em gọi là nó bị nu hơn á. Còn ngoài lại ha, các cái vết cắt nọ kia này á thì là chuẩn hết, nhìn không có phân biệt được. Mở toàn hai con máy này ra cho anh chị xem ha, đó hai series này ok. Em mở mở hai con máy này giùm anh đi, em mở comment rồi. Thì cái con bên tay này của em là nù nè anh chị thấy không, đó cái mặt cắt nó nù, con này mặt phẳng ha. Cái này mình nhìn lỗ loa mình có thể là dễ hơn, đây cái lỗ loa này nó hơi nù, còn cái này thì nó phẳng hơn đó, anh chị nhìn thấy rõ ha. Đúc 5 ha, L6 nãy em chết rồi thì coi lại cho nó rõ nè, đúc 5 L6 nè, ok hết ha, 1978 hết luôn. Đây cái men này anh chị xem đi, mặt cắt phẳng nè, chuẩn đó. Còn cái con này là hơi nù nè đó, mà anh chị anh khách của em nghi ngờ đây là cái vỏ thay rồi, thì bây giờ nè anh em kỹ thuật vô coi giùm em cái con này phải là cái con thay rồi không anh chị. Nhưng mà chưa ha, lát nữa em Cường sẽ mở cái men này lên luôn, bây giờ em từng làm từng đoạn cho anh chị xem. Đó con này nù ha, con này là con nù nè, đó anh chị thấy đó ha. Và cái con nù này á em thấy á ở trong men bo nó còn nó còn sạch đẹp hơn con kia nữa, tại vì con này á là khách mới mua của em chưa kích hoạt, kích hoạt ra là pin 100% anh chị. Còn cái con này là pin khách người ta dùng pin còn có 89% thôi, thì thành ra cái thời gian sử dụng nó lâu rồi. Đây cái con này thì pin nó còn định tặng pin nè, pin nó còn 89% thôi. Cái này là khách mua lâu rồi anh chị, người ta mua xài cũng cả năm rồi. Còn cái con này của em á thì là pin 100% luôn, hồi bữa khách mua trước Tết pin 100% chị thấy không, mua trước Tết khoảng tháng mấy thì bây giờ là xài được 3 tháng rồi, hai tháng mấy chứ, pin còn 100% là chưa rớt 1% pin nào anh chị ha. Nhưng mà bạn bè ảnh á rồi các shop nào á nói cái này là vỏ thay rồi, thành ra là anh sợ anh ra anh đưa lại cho em. Thì ok em nhận cái máy này em, và bây giờ em cũng làm clip để cho ảnh xem luôn đó, để cho anh chị thợ thầy nào vô xem luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ mở men, Cường mở hết rồi anh chị, nhưng mà cho phép em Cường mở đến đây thôi nha, chứ còn mà nếu mà gỡ luôn cái men này ra thì là phải gỡ một pin mà máy em còn bán nữa anh chị, thành ra là tới đây thôi được rồi nha. Đây là quá rõ ràng rồi, cây này là cây cây này mặt thẳng thẳng nè anh chị thấy không đó, chuẩn chỉ. Còn cái cây là cây nù nè, đây em cho anh chị xem lại chứ để là nói em Cường lấy cái máy khác bù phép thì lại không hay. Đây ha, cây nù anh chị thấy chưa, đó nè mặt cắt nù nè ha. Rồi đó anh chị nhìn đi, cái máy này là em xác định với nó là chuẩn 100%, không có đập một cái nào hết ha, chuẩn chính hãng. À vỏ này là chuẩn zin chính hãng anh chị ha, và cái này nó cũng như vậy. Thì cái này mặt cắt thì anh chị không có thắc mắc rồi đúng không, nhưng mà em phải mở ra để cho anh chị so sánh. Cái con này mặt cắt của nó là thẳng nè anh chị thấy không, đó thấy không, nó không có nù. Trời ơi, em chứng minh cái này là nãy giờ ông tốn cả tiếng đồng hồ anh chị chứ không phải đó đâu. Thì bây giờ mình lấy ra để cho anh chị so sánh ha, em quay cận cảnh đi nè anh chị nhìn nè, cái siêu dáng nè, tất cả mọi thứ từng cái tiểu tiết á nó đều chuẩn 100% hết anh chị đó, anh chị nhìn đi đó, như nhau á. Mà nhiều khi con này nó em thấy nó còn đẹp hơn nó muốn đẹp hơn nữa, tại vì nó là hàng mới anh chị, chưa kích ha, và khách hàng mua của em nay mới có 2 tháng mấy thôi, xài mà chưa rớt 1% pin nào luôn. Mấy anh em kỹ thuật á bơi vô đây coi giùm em, cái này là cây hàng nù nè, cái này là cây không nù, chuẩn không, chuẩn không có gì để bàn luôn. Nhưng mà cái vỏ này em nói anh chị như vậy đó là hãng nó sản xuất nhiều đợt anh chị, thì mỗi đợt nó khác nhau một chút chút chứ không phải là vỏ lô nha. Đó nói chung anh chị á, em không biết ở đâu như thế nào nha, nhưng mà riêng em á, bên em á làm ăn em nói thiệt là mình kỹ, thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa là mình chuẩn anh chị, mình bán buôn mình kiếm lời á là dựa trên cái niềm tin của khách hàng đến với mình và cái lượt số đông anh chị, chứ mình không đời nào mình đi nhầm cái máy vỏ xấu về mình thay vỏ bán cho khách mình lời nhiều hơn chút xíu. Thời gian đâu mà làm anh chị, nhiều khi nói thì cái thời gian bán anh chị ăn còn chưa kịp ăn nữa, thời gian đâu đi làm mấy cái đò ma mị này. Chỉ khác là khác cái đợt sản xuất đó, thành ra nó em nói rồi mà, mọi thứ nó không bao giờ nó hoàn toàn được anh chị, nó tương đối thôi, thì nó có sự khác nhỏ chút xíu nó cũng không thành vấn đề. Nhưng quan trọng á là anh chị mua máy ở bên em Cường ha, được bảo hành 1 đổi 1 này, lỗi đổi bất kỳ, và nhiều khi không lỗi mà lo lắng nọ kia muốn đổi qua một cái model giống vậy nọ kia em Cường cũng chấp nhận luôn. Trời ơi, nhiều khi em nói là nhiều khi mình buôn bán mình dễ quá rồi, thành ra có nhiều anh em thấy vô comment nó bậy lắm luôn á, kêu cái thằng này sao buôn bán nó dễ vậy, chắc hàng nó có cái gì nè nó mới đổi. Trời ơi, em không biết làm sao mà vừa lòng hết cho mấy đặng anh nữa. Dễ thì mấy anh cũng nói, mà khó thì mấy anh cũng nói, em Cường là bó tay ha. Rồi dinh chuẩn ha, 100%.
Rồi coi lại cái nữa nè, chứ để lại thắc mắc. Cái này nù nè ha. Cái này em gỡ pin rồi, cái này nó mặt cắt thẳng lên chị thấy chưa? Đó, mặt cắt này nù nè, đó mình nhìn trên góc này là mình ra. Đó, này nó thẳng nè, này nó hơi nù nè, đó, anh nhìn thấy thấy không? Cái loa đi. Cái loa là dễ nhất. À, đó. Thấy không? Cái lỗ loa nè, thấy không? Bên này nó nù nè. Rồi bên đây nó thẳng nè, ok ha.